Rồi, chào anh em buổi sáng nha. Rồi, Tuấn chúc tất cả anh em ngày mới thật nhiều thành công và hạnh phúc nha anh em. Cái bài này là bài dân tự do nhưng mà dân lạ nha anh em. Dân lạ thì được Tuấn gọi nó là dân khóa cách nha anh em. Đây là cái dân tự do, còn cái này là cái dân thường. Tuấn so sánh nhẹ cho anh em xem là lý do gọi sao là gọi là dân khóa cách. Thì đây là cốt dân khóa cách nha anh em. Đây cốt dân thường nè anh em, đây là cốt dân khóa cách. Thì cái cốt dân khóa cách này thì nó có tác dụng như thế nào thì anh em theo dõi clip tới khi ráp xong máy. Sau khi xong máy là anh em sẽ biết được tác dụng của cái cốt dân khóa cách này nha anh em. Thì nó ngắn hơn rất là nhiều với lại cái cốt dân thông thường của anh em mình hay chơi. Đây là cái dân tự do khóa cách của Tuấn. Thì cũng gọi là hết dên nha anh em. Bài này thì rất là căng để anh em chơi và có thể là anh em chơi và anh em để dành chạy xăng sẽ rất là ok cho anh em. Đây là cái bài Tuấn làm cũng gọi là rất là tâm huyết. Vớt rất là sát sao anh em, vớt lóc rất là sát sao luôn. Ừ, mấy dèm vớt hai số luôn, chỉ huy luôn luôn dưới ba cái tài bốn thời gian cái nắp luôn à. Rồi vớt số cho anh đi. Đổi lấy đồ.
luôn luôn là bơm zin nha anh em. Bơm zin thì luôn cho tinh thần của anh em mình là về bơm nhớt là lúc nào cũng ổn định, không có trục trặc bậy bạ. Trong nắp nồi á. Kiếm gì để tháng 2-3 tháng tính lần mua cá không? Để gì rồi? Em xuống xe cá hả? Bữa mua rồi mà, bữa dĩa hả? Dĩa hả? Để mua mồi. Chim bò hả? Alo em, ở cái ngày hội toàn dân á là ai làm đó vậy? Phường mình á. Rồi chào Hải không? Hải không chào nó điện nó hỏi anh. Rồi để nhắn số chứ không cho nó điện gì luôn. Lên ngon. Cuộc đời anh không có bỏ nghề được là vì cái đầu này nè. Nó y như cái đầu khác luôn. Không bỏ nghề được là nó. Mỗi lần làm xong cái mình quay lên về cái thấy nó phê gì đâu. Tính không bỏ nghề được này là do cái đầu khắc nè. Alo, sao bạn ổn không? Ý là vụ thằng đó nó ổn không? Bạn xử lý được không? Không thì để tôi điện cho anh Minh mất công quá. Anh Minh cũng không được luôn hả? Ý là điện xin ảnh á. Tư tự do dên khóa cách nha anh em, đã gần hoàn chỉnh, ốp lóc vô nữa là xong nha anh em. Cốt dên đã được rút ngắn nha anh em, thì qua lăng
vô lăng sẽ được sát sát với mâm lửa bên trong. Thì tác dụng của nó là cho cái cây dên mình rất là nhẹ nha anh em, nó chịu lực rất là, nó cái cho cái dòng tua dên mình rất là nhẹ so với cốt dên dài. Cốt dên dài thì tay gồng rất là nặng, còn mình rút sát cốt thì cái tay rất là thoải mái, không có bị gồng nặng nha anh em. Hai con này là hai con đây. Bà già dạ, ta hư xong chưa thêm đục. Bà hư kệ bà. Mày bắt hiếu. Buồn chịu chứ sao giờ. Tiệm không làm cái zin. Đúng không bạn? Đúng không? Tôi hỏi bạn đúng không? Giờ không muốn làm zin đâu. Tôi không làm zin. Cài cái chế độ bên trong và nó mạnh, nó cũng rất là hao.
hai chuông hả? Rồi hai chuông thì thay đi, mấy cái đó là tới chỉ là buộc phải thay à. Phát sinh thêm chút đỉnh nha em trai. Rồi ok anh em, Tuấn đã xong cục máy tự do 54 gen khóa cách. Để cục máy này là cục máy chạy xăng nha anh em. Thì cái bài này, cái gen thì đầu cái clip anh em cũng đã thấy rồi đó. Đó gen như Tuấn thì Tuấn gọi đó là gen khóa cách, khóa cốt nha anh em. Thì cái cục máy 54 tự do này thì cũng rất là hứa hẹn, đầy hứa hẹn cho anh em. Thì quy luật của em là quy luật tự do để chạy xăng thì tất nhiên là sẽ rất là mỹ mãn rồi anh em ơi, sẽ rất là tốt rồi. Tất cả tâm trí là dồn vô em nó hết. Cái Tuấn cũng giải thích luôn cho anh em cái gen mà Tuấn gọi là gen khóa cách thì nó có lý do như anh em cũng thấy rồi đó. Thì Tuấn rút ngắn cốt gen, rút ngắn cốt gen cho qua lăng áp sát mâm lửa. Thì cái tác dụng của nó là sẽ cho cái gen của anh em mình, sẽ cho gen của anh em mình nó gánh cái hoa lăng rất là thoải mái, không có gồng. Thì tất nhiên nó gánh thoải mái không có gồng thì cái tua máy của nó sẽ rất là nhẹ nhàng và rất là lẹ nha anh em. Thì đồng thời đó thì nó có tác dụng là sẽ hạn chế gãy gen rất là cao cho anh em bên cốt qua lăng luôn.
nó hạn chế rất là cao cái việc nhảy trên bên cốt ba lăng của máy anh em mình. Rồi thì hôm nay Tuấn cái clip tới đây thì Tuấn chắc Tuấn xin tạm dừng cái clip tới đây. Thì Tuấn hứa hẹn với Tuấn hẹn với anh em là qua lễ Tuấn sẽ dắt em nó lên cho em nó nổ rô đai với bình Uma họng 32. Hiện tại bình Tuấn chưa lấy về, bình Uma họng 32 thì cho em nó đi với đi cây lon gôn nha anh em. Đó là đúng quy luật cho em nó chạy xăng thì lon gôn và Uma họng 32 là đủ chơi rồi. Và cuối cùng chỉ tất cả mọi thứ là tâm trí là dồn cho này thôi anh em. Câu trả lời là dồn cho anh em này, cục máy này. Rồi cái clip Tuấn giới thiệu cục máy 54 tự do với anh phá cách tới đây Tuấn xin tạm dừng nha anh em. Thì lễ tới rồi anh em ơi, thì Tuấn hẹn anh em qua lễ là Tuấn sẽ gác cục máy này lên rô đai và test cho anh em mình nghe cho anh em mình xem nha. Thì cũng dọn dẹp để chuẩn bị cho lễ ngày mai. Hôm nay là 1/9 rồi, ngày mai là 2/9 thì chắc nghỉ 1-2 ngày. Rồi Tuấn xin hẹn anh em lại clip sau là clip Tuấn test cục máy 54 tự do này cho anh em mình xem. Bây giờ Tuấn xin phép anh em Tuấn được tạm dừng tại đây nha. Rồi Tuấn xin chúc anh em là cuộc sống cứ như vậy, luôn vui khỏe, luôn thành công, luôn hạnh phúc nha anh em. Tất cả những gì trong tâm trí của chúng ta là chúng ta đều đạt được hết nha anh em. Cuộc sống mà, chúng ta luôn luôn là ai cũng vậy, luôn luôn là có cái tiêu chí, có cái tâm lý là luôn vươn lên để đạt được hết những cái nguyện vọng cho mình. Thì Tuấn luôn xin chúc anh em của chúng ta là như vậy, làm gì cũng thành công nha anh em. Rồi Tuấn xin chào anh em và hẹn anh em lại clip sau. Tuấn sẽ test cục máy 54 tự do với anh phá cách này cho anh em mình xem nha. Rồi Tuấn xin chào tất cả anh em.